Rồi, hello, lời đầu tiên lại cho em Thanh xin được gửi lời chào tới toàn thể mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Chúc mọi người một ngày mới thật nhiều sức khỏe và gặt hái thật nhiều thành công trong công việc nha mọi người nhá. Thì hôm nay là sáng là ngày 24 tháng 2 năm 2024 mọi người ạ, sáng sớm luôn. Giờ chắc cũng 6:30 cho mọi người ơi. Thì hiện tại bây giờ em đã gói xong hai cái cây cho anh Lê Hùng gửi về Hà Nội nhá mọi người nhá. Thì chiều tối hôm qua có một cô bé trước đây cũng đã từng chốt với em một cây rồi. Cô bé có tên Zalo là Thu Trang á, ở Hạ Long, Quảng Ninh mọi người ạ. Thì hôm qua cô bé vào ủng hộ em tiếp một cây nữa để gửi về cho bố. Thì đây, em sẽ quay hiện tại của cái cây nó như thế nào nhá mọi người nhá. Gốc cây đây thì trước cái đây em cũng đã từng chia sẻ này này mọi người này. Gốc đây thì nó có một cái gốc cây châm bên cạnh luôn mọi người ơi. Nhưng mà cái gốc này thì em không có dám nhổ đi, sợ nó ảnh hưởng tới cây, sợ nó ảnh hưởng tới cái bầu đất. Thì cái gốc này nó cũng đang chết dần rồi mọi người ạ. Thì một vài tháng sau nó chết rồi thì tự nó sẽ mục ra thôi mọi người ơi. Còn cây thì đã phát triển khá là ổn định rồi. Cây thì đã đi đọt rồi, đi mầm rồi này mọi người này. Đó, mầm mới đây nhá mọi người nhá. Mầm mới này, cây đi đọt khá là ổn định lắm mọi người ơi. Trồng cây về mùa này thì có vẻ nó dễ dàng hơn những cái mùa khác rất là nhiều mọi người ạ. Bởi vì cây nó đã xuống lá rồi ạ. Xuống lá cho hoa đồ thứ là nhựa nhước các thứ là đã rút hết rồi mọi người ơi. Và đặc biệt bây giờ Tây Nguyên nó lại đang là mùa khô nữa. Cây nó ở trên rừng thì hiện tại nó đang rất là háo nước. Mà khi mà mình đưa nó về nhà mà mình cho nó vào trong bóng mát rồi bắt đầu là mình tưới tắm cho nó hàng ngày thì nó phục hồi rất là nhanh, nó lên rất là nhanh mọi người. Nó có lực nó lên rất là nhanh đó. Mầm miếc là đã đi hết rồi mọi người này. Đó, cây này thì em cũng đã có clip làm từ lúc nó ở trên rừng. Hiện tại bây giờ em về đây em quay sơ lược lại một lần nữa để cho cô bé Thu Trang này xác nhận cây nhé mọi người nhé. Tiện thể thì em sẽ chia sẻ cùng toàn thể mọi người luôn, có cái video đăng lên cho mọi người cùng xem, cùng giải trí, cùng nghe. Đó. Còn trong cái thời gian mà ai mà có cái gì ví dụ như chẳng hạn như thắc mắc mà tin tưởng em mà cần em tư vấn về cây cối hay là gì đó thì cứ xin liên hệ với em nhé mọi người nhé. Liên hệ với em thì một là qua số điện thoại, hai là qua Zalo. Nhưng mà em nghĩ là qua Zalo, qua Facebook cho nó tiện mọi người ạ. Chứ đôi khi em đi rừng thì em không có cầm máy đi nên là gọi điện nhiều khi không có bắt máy được đâu mọi người ơi. Tốt nhất là cứ gửi tin nhắn qua Zalo ấy. Rồi khi nào mà em về chỗ có sóng, có đồ thứ thì em sẽ tương tác lại mọi người nhá. Em sẽ gửi tin nhắn lại. Đó. Cây thì khá là đẹp, khá là ổn định nhá mọi người nhá. Cây này thì khá là già luôn mọi người ơi. Đây, chia sẻ kỹ cái gốc của nó một tí. Đây, gốc của nó đây nhá mọi người nhá. Gốc nó đây này mọi người. Cái phần dưới này thì nó nũa nhá mọi người nhá. Đó, nó nũa này. Gốc thì phát triển khá là đẹp rồi. Đó, cái chỗ này mà mai mốt ví dụ như chẳng hạn như có cái đục tỉa bỏ này đi cho nhìn cho nó bớt thô cái là nhìn nó đẹp ngay mọi người ạ. Rồi thì em cũng không có lan man nữa. Qua đây lại xin cảm ơn tất cả mọi người trong suốt cái thời gian vừa qua đã ủng hộ em. Thì đoạn nữa sau cái khúc video này thì em sẽ chèn cái khúc video mà cái cây này nó lúc mà nó đang còn ở trên rừng nó sẽ như thế nào nhé mọi người nhá. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những cái cây tiếp theo mọi người nhá. Rồi hello, thì em lang thang thì bây giờ cũng là 4:30-5 giờ chiều rồi mọi người ơi. Lang thang đến đây thì bây giờ mới gặp được cây mà không biết có chinh phục nữa hay không đây. Gốc đây thì khá là to, khá là già nha mọi người nhé. Gốc đây khá là to, khá là già này. Gốc đây thì ngày trước em đã sửa này mọi người này. Đó, lát cắt đây này. Lát cắt trước em đã sửa này. Thân đây thì khá là già luôn mà không biết có chinh phục được không thì cái đấy em chưa dám chắc nha mọi người nhé. Gốc đây nó mặt phía dưới đây là bị nũa này mọi người này. Phía dưới đây này là bị nũa này. Hoa này mọi người này. Quên ở trên rừng bây giờ thì nó nở quá trời luôn mọi người ạ. Thì thôi chắc em quay sơ như thế này thôi, xem có chinh phục được không. Nếu mà chinh phục thì sẽ có video gửi đến mọi người. Còn nếu mà không chinh phục thì thôi cũng chấp nhận thôi. Rồi thì mọi người chờ đợi em để xem cái kết quả như thế nào nhé mọi người nhá.